Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ ngày 9 tây tháng 11 năm 2021. Bây giờ là khoảng 8 giờ 20 phút tối. Thì ở Việt Nam đó hôm nay đã là ngày thứ tư, ngày 10 tây tháng 11 rồi. Thì chúng ta thấy là giá cả của BTC và một số những đồng lớn ngày hôm nay cũng có cái dấu hiệu nguội lại. Sau khi mà đã tăng mạnh, các bạn cũng đã thấy là BTC cũng đã đạt được cây đỉnh mới. À, trong thời gian này ngày hôm qua là hơn 68.000 đô Trên uh, con Coinbase thường nhớ là khoảng 68.500 đô Thì bây giờ đã ngồi lên một chút ở mức là 66.397 Thì này cũng không bị gọi là quá lạ Các bạn cũng đã biết là khi mà chúng ta nhìn vào những cái dữ liệu Như là cái số lượng BTC mà đang có lời bây giờ đó Thì các bạn thấy được là thống kê Đừng zoom ra và refresh trang này lại ở trên Classno Thì chúng ta sẽ thấy đó là cái số lượng BTC mà bây giờ đang có lời đó tính tới ngày hôm nay. Khi thùng Zoom vào các bạn thấy được là chúng ta có rất nhiều tính tới ngày 9 tây đó ngày hôm nay mức giá là 66.900 đó đã có 98,5% của BTC đang có lời à, dựa theo Classno và một ngày trước đó nữa ngày 8 tây là 99,2% thì đương nhiên khi mà chúng ta thấy được là Bitcoin tiếp tục đạt đỉnh mới thì chúng ta sẽ có rất nhiều những Bitcoin trên blockchain là tính nó đang có lời thì đương nhiên điều này đó là một trong nhiều mình thường thường hay chia sẻ với các bạn là mỗi lần mà đỉnh cao như vậy đó thì chúng ta cũng đừng thấy quá lạ khi mà tình hình là giá cả nguội là một chút nếu nói điều chỉnh thì cũng không hẳn tại vì các bạn thấy được là nếu chúng ta tính từ cái mức cao của ngày hôm qua đó cái mức cao của ngày hôm qua là khoảng chừng là 68.500 Tính tới cái mức bây giờ đây các bạn thấy được là chỉ xuống có 3,2% mà thôi. Nếu như nói là điều chỉnh thì cũng không đúng lắm. Cái này chỉ là một cái nhịp xuống mà thôi chứ không có thể gọi là điều chỉnh được. Nó nguội là một chút mà thôi tại vì các bạn thấy được là tăng liên tục. À, từ cái thời điểm là các bạn thấy được là ngày 6 tháng 11 lúc đó chỉ có là 60.000 thôi. Bây giờ đã là 66.000 rồi. Tính luôn các bạn thấy được là cái giá cả có cái sự đi xuống trong dòng mấy tiếng hồi vừa qua. Nói tới đây thì chúng ta thấy được là tình hình là chúng ta nhìn vào tài liệu liên quan đến những đồng ngày hôm nay đó thì có màu xanh, có màu đỏ nhưng mà có nhiều màu đỏ hơn là màu xanh khi mà cái trang này refresh lại. À, các bạn thấy được chúng ta nhìn vào những đồng lớn đi thì các bạn sẽ thấy được là những đồng lớn đó chúng ta trước hết thì nói về BTC đi thì BTC đó là xuống 2,9% Chúng ta thấy được là những cái đồng lớn thì cũng tương tự mà thôi Các bạn thấy là Temium hay là BNB thì cũng xuống cỡ đó khoảng chừng là 3% tới 3,5% Các bạn thấy những đồng như là Solana à, thì xuống khoảng chừng là 4,6% Cũng coi những đồng lớn đó thì xuống cỡ như là Bitcoin hay là hơn Bitcoin 1 trăm mà thôi Chúng ta vẫn có những đồng có màu xanh ngày hôm nay như là chúng ta thì là Cardano à, Đã có cái sự tăng trưởng trong vòng 7 ngày qua đã tăng 11 trong vòng 24 giờ qua đã tăng 2,1% bây giờ mức là 2 đồng 20 cent chúng ta thấy được là Avalanche thì là một đồng mà ngày hôm qua thì nhớ là cũng đạt cái đỉnh mới đó dựa theo con cầu thì một ngày trước đây ngày hôm qua đó giá của Avalanche sẽ lên tới là 96 đồng 46 cent nghĩa là cái đỉnh mới chỉ vừa tạo ngày hôm qua mà thôi và ngày hôm nay thì các bạn thấy được là Avalanche vẫn là cái mức là 92 đồng 17 cent và trong vòng một tuần qua đó đã tăng 36,2% rồi Bây giờ chúng ta hãy nói tới một số những cái thông tin đi Thì trước hết á, thông tin mà thường nghĩ là lớn nhất ngày hôm nay mà nhiều người nói tới Ở trên những cái mạng đó chính là liên quan đến cái lời phát biểu của Tim Cook Thì thực ra cái lời phát biểu này đó là phát biểu ở cái hội nghị thượng đỉnh Dealbook là Hội nghị thượng đỉnh là online Thì trong một cuộc phỏng vấn á, thì Tim Cook đã được hỏi là ông ta có lưu trữ crypto hay là không thì Tim Cook nói đó là ông ta có lưu trữ crypto nhưng mà đó là đầu tư cá nhân thì chi tiết hơn đó Tim Cook nói đó là tôi nghĩ là sở hữu nó như một phần của danh mục đầu tư đa dạng là điều hợp lý có nghĩa là bây giờ Tim Cook đã đang lưu trữ crypto và các bạn thấy được là ông ta cũng đã nói là lưu trữ là trong đó có Bitcoin trong đó có Ethereum và nhưng mà đây chỉ là cái Lời phát biểu của cá nhân Thêm khúc mà thôi Thêm khúc nói là hiện bây giờ đó Là công ty Apple Vẫn không có ý định Là sẽ lưu trữ crypto Ở trên ngân sách Như là những công ty khác Như là chúng ta nói tới Tesla Thì có lưu trữ Bitcoin Trên ngân sách của họ Chúng ta nói tới là MicroStrategy Hay là công ty Square Cũng có lưu trữ Bitcoin Trên ngân sách của họ Bây giờ đó thì Apple vẫn chưa kế, kế hoạch để mà chấp nhận crypto trở thành một cái phần của ngân sách nhưng mà thêm cước nói là công ty Apple cũng đang tìm hiểu để làm sao có thể là tích hợp để có thể là cho những khách hàng sử dụng cái Apple Pay của họ đó ở trên ứng dụng Apple để có thể sử dụng trả bằng Crypto. thì uh, ít ra chúng ta cũng có thể thấy được là hai điều thứ nhất là ceo của apple đó chính là tim cook đã xác nhận là bản thân ông ta là một người mà đang đầu tư vào crypto và ông ta đầu tư đó tại vì ông ta nghĩ là rất là hợp lý như là một cái danh mục đa dạng hóa cái mục đầu tư của mình đây cũng là điều mà mình thường thường hay chia sẻ với các bạn khi mà chúng ta nói tới crypto đó thì nhiều bạn nghĩ là chúng ta đầu tư vào trong thị trường này để mà kiếm được tới lợi nhuận cao thì điều đó thì đương nhiên là có thể xảy ra nhưng mà đối với một nhà đầu tư đó mà họ đã có tiền rồi đó thì họ thường nhìn vào một cái danh mục đầu tư như là họ sẽ nghĩ là khi mà đầu tư vào cái lĩnh vực này đó nó có đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình hay là không tại vì họ đã có nhiều tiền rồi họ luôn lúc nào cũng tìm cách để mà có được cái lợi nhuận nhưng mà cũng như là chúng ta sẽ có cái sự giảm đi rủi ro và một trong những cách mà giảm rủi ro đó là đa dạng hóa danh mục của mình có nghĩa là phải có cổ phiếu phải có trái phiếu phải có bất động sản phải có crypto các bạn thấy được đây là những cái điều mà các bạn có thể làm để mà đa dạng hóa cho bộ đầu tư cho nên đó là lý do tại sao mà thường thì chia sẻ với bạn là thường có cái lòng tin là càng ngày sẽ càng có nhiều những cái công ty đầu tư họ tham gia vào đầu tư crypto nhiều bạn nói là crypto dao động như gì thì làm sao những công ty đầu tư chấp nhận được không phải đâu họ tham gia vào chỉ vì cái lý do như được đề cập đến bởi CEO của công ty Apple đó chính là đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình tại vì những người mà có tiền nhiều đó một những vấn đề mà họ sẽ có đó chính là làm sao để mà giảm rủi ro cái số tiền mình đầu tư làm sao để đầu tư thêm được nữa họ không muốn là tiếp tục đầu tư vào cổ phiếu hay là tiếp tục đầu tư vào một cái lĩnh vực nào quá nhiều tại vì càng đầu tư vào một lĩnh vực quá nhiều đó thì cái cơ hội rủi ro của họ nó càng cao hơn cho nên lúc nào họ cũng tìm một cái gì đó để mà giảm cái rủi ro của mình và hiện bây giờ đó ở Hoa Kỳ đó thì có 11 ngành nghề khác nhau dựa theo cái uh, sự phân bối của những công ty ở trong cái khối gọi là S&P 500 thì trong chỉ số S&P 500 của Hoa Kỳ đó thì nó chia ra thành 11 ngành trong đó có những ngành mà các bạn cũng quen thuộc như là cái ngành chi tiêu uh, mua đồ cá nhân hay là chúng ta nói tới uh, ngành vận chuyển vân vân thì trong 11 ngành đó đó nhiều người nói là chúng ta sắp sửa có cái ngành thứ 12 những người mà nổi tiếng như là chúng ta nói tới là Mr. Wonderful hay là Kevin O'Leary ở trong Shark Tank đó thì nghĩ là cơ hội rất cao là chúng ta sắp sửa có một cái ngành thứ 12 đó chính là cái ngành liên quan đến crypto và khi mà S&P 500 đó công nhận crypto là cái ngành thứ 12 thì có rất nhiều quỹ đầu tư họ sẽ đổ tiền vào trong thị trường crypto này tại vì rất nhiều quỹ đầu tư đó là họ theo cái quy định của quỹ đó là phải phân bộ vốn hóa cho tất cả các ngành mà được xác nhận bởi S&P 500 cho nên không nhiều là lạ khi mà chúng ta thấy là những người nổi tiếng những tỷ phú như là chúng ta nói tới Tim Cook chúng ta nói tới uh, Uh, Paul Tudor Jones chúng ta nói tới Stanley lại lựa chọn là đa dạng hóa trong lĩnh vực đầu tư crypto cũng không như là quá lạ bởi trên chúng ta cũng có thể xác nhận được điều đó là Tim Cook ngày hôm nay đã có đầu tư vào Bitcoin và Ethereum và Apple thì bây giờ đã có cái kế hoạch là họ sẽ xem xét để coi làm sao để mà tích hợp crypto vào trong Apple Pay nhưng mà trước khi chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và tài trợ của video ngày hôm nay đó đó chính là Ufi đây là một cái công ty liên danh có trụ sở tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc và được thành lập bởi Blockwater, công ty đứng đầu tiền điện tự ở Hàn Quốc và công ty Complex đây là công ty mà sở hữu nhiều bàn sáng chế blockchain nhất ở trên thế giới hiện bây giờ nói đến sản phẩm của Ufi đó thì chúng ta thấy là Ufi có hai sản phẩm Ufi có dịch vụ gửi tiền tiết kiệm bao gồm sản phẩm thứ nhất đó chính là tiết kiệm miễn phí hay còn gọi là tiết kiệm ưu và thứ nhì đó chính là sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn hay còn gọi là tiết kiệm dừa plus hiểu đơn giản hơn đó sản phẩm tiết kiệm miễn phí có nghĩa là các bạn có thể gửi miễn phí bất cứ lúc nào tiền không bị khóa lại thứ nhì đó là sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn có nghĩa là các bạn mang lãi suất cao hơn nhưng mà cái tài sản điện tử của bạn sẽ bị khóa cho đến khi mà đến cái kỳ hạn gợi kết thúc thì chúng ta mới có thể lấy ra được thì điểm nổi bật của file là gì thứ nhất đó là lãi suất hấp dẫn thứ nhì là có hỗ trợ bằng tiếng Việt ở trên website và có nhân viên chăm sóc khách hàng người Việt Nam và thứ ba đó chính là đăng ký đơn giản chỉ từ là 100 đô USD nghĩa là khoảng hơn là 2 triệu Việt Nam đồng đó và số điện thoại Việt Nam và nói tới mức độ an toàn đó thì Thứ nhất là tiền được chữ trong ví chữ lạnh. Thứ nhì nữa là có quy bảo hiểm để bảo vệ tài sản của khách hàng. Tình trạng quy bảo hiểm nó được công bố công khai hàng tháng để các bạn có thể kiểm tra. Và tổng giá trị hiện bây giờ đó bị khóa lại hay là total value locked đó bị khóa ra tổng cộng là tính đến hiện tại là 100 triệu đô la Mỹ để được công bố ở trên CoinDesk Korea. Và lưu ý đó về cái ký hiệu các bạn thì được là trên UFI có ký hiệu là USD. S khi mà các bạn xem lãi suất cái trên website đó thì usd s có nghĩa là bao gồm tổng hợp những đồng như là đồng USDT, đồng Tether, đồng USDC, đồng BUSD, đồng UST, đồng FIAX, đồng Dai và đồng TUSD. Có nghĩa là đây là một cái ký hiệu tổng hợp những cái đồng ổn định và cập nhật mới nhất đó là kể từ ngày 2 tây tháng 11 năm 2021 thì người dùng Việt Nam đã sử dụng các đầu số điện thoại khác 09 đã có thể đăng ký bình thường tại website yourfi bên cạnh đầu số 09 như là trước kia nếu như mà các bạn gặp lỗi đó khi mà đăng ký thì các bạn có thể liên hệ fanpage của yourfi Global để được nhận hỗ trợ và những bạn nào mà muốn thú muốn tìm hiểu thêm đó liên quan đến gợi tiền tiết kiệm điện tử thông qua giữa file hay là các bạn muốn đăng ký thì các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới cái video này để mà tìm hiểu thêm cái thông tin kế tiếp thì muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái thông báo trên twitter bởi eric Bartunas. à, thì nói là công ty Coinbase Coinbase là cái sàn lớn ở hoa kỳ là họ đang tìm hiểu để làm sao để mà hỗ trợ để cho những cái người mà giao dịch trên sàn của họ có thể là giao dịch etf thì nghĩa là cái quỹ đầu tư ETF đó trực tiếp trên sàn của Coinbase Điều này cũng là hiển nhiên mà thôi tại vì những người nào mà sử dụng Coinbase ở Hoa Kỳ đó thì Coinbase là một cái sàn lớn và họ có bảo hiểm họ mướn nhiều nhân viên cho nên vì lý do đó đó cái phí giao dịch trên sàn Coinbase cũng không có rẻ cho nên à, bây giờ đó là các bạn trả đó thì bây giờ thường nhớ là cái phí là lên tới 1,49% mỗi lần mà các bạn giao dịch Bitcoin ở trên Coinbase nếu như các bạn muốn rẻ hơn thì các bạn phải dùng Coinbase Pro nhưng mà dù sao đi nữa đó cái phí cũng rất là cao cho nên Coinbase sẽ thấy được là nếu như mà chúng ta có cái quỹ Bitcoin ETF spot như là sẽ có Bitcoin thật sự đó Cái mà chúng ta nói tới là cái đề xuất sắp tới đây đó ngày 14 tây là từ đây đến ngày 14 tây còn 6 ngày nữa là chúng ta cần phải thấy được là SEC một là chấp nhận hay là không chấp nhận cái quỹ spot ETF mà sắp sửa đến hạn ngày 14 tây này tại vì không thể trì hoãn hơn nữa cho nên nhiều người đó như hôm qua thường đã chia sẻ với các bạn là nhiều người đó là có cái tin đồn là họ có cái lý do tin là sẽ có một cái quỹ đầu tư Bitcoin ETF spot sẽ được thông qua ngày 14 tây này. Nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta không nên quá tin tưởng bây giờ chúng ta cứ chờ đợi mà thôi. Tôi nghĩ là điều đó chỉ là điều sớm muộn mà thôi. Nhưng mà bây giờ đó thì Coinbase cũng đã đưa ra cái thông báo là họ muốn hỗ trợ Bitcoin ETF trên cái sàn của họ. Tại vì họ biết nếu như mà chúng ta có một cái quỹ Bitcoin ETF spot thì sẽ được giao dịch trên khắp tất cả các sàn thì đương nhiên lúc đó đó cái khả năng mà thu lợi nhuận để mà giao dịch Bitcoin ở trên Coinbase sẽ giảm xuống rất là nhiều và nói tới đây đó thì chúng ta sẽ nói tới một thông tin khác để liên quan tới Coinbase mà cũng rất là thú vị mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái thống kê quý 3 của Coinbase đã có rồi và thống kê quý 3 chúng ta sẽ không có nói về thu nhập mà chúng ta sẽ nói về một cái điều rất là thú vị. Các bạn thấy được đây đó là cái thống kê từng quý của Coinbase tính theo là quý 3 năm 2020, quý 4, quý 1 của năm 2021, quý 2 và quý 3. Cái quý mới nhất vừa à, kết thúc mới đây cuối tháng 9 á thì các bạn thấy là một điều gì? Bên đây chúng ta có là Bitcoin, chúng ta có Ethereum và chúng ta có những cái loại crypto khác tại vì Coinbase có rất là nhiều đồng trên đó bây giờ. Nhưng mà một điều mà các bạn thấy rất rõ ràng. Những con số này ra là dựa theo là cái phần trăm à, khối lượng giao dịch ở trên sàn Coinbase. Chúng ta thấy là bắt đầu từ lúc là cái quý 2 của năm 2021 thì đây là cái quý đầu tiên mà chúng ta thấy được là cái khối lượng giao dịch Ethereum đã qua mặt khỏi Bitcoin luôn và chúng ta thấy được điều này tiếp tục xảy ra trong cái quý 3 mới đây. Nguyên là chúng ta thấy được là càng ngày chúng ta càng thấy được là cái khối lượng giao dịch liên quan tới Ethereum càng tăng lên nghĩa là càng có nhiều người hứng thú giao dịch Ethereum ở trên Coinbase càng ngày càng đông hơn và bên dưới này đó là liên quan tới những cái đồng altcoin khác thì chúng ta được là cái nhu cầu trading altcoin trên Coinbase cũng rất là mạnh có nghĩa là bây giờ chúng ta có rất nhiều người thích giao dịch altcoin trên sàn Coinbase và so với những đồng lớn á, thì nhiều người thích giao dịch Ethereum hơn là Bitcoin tính theo cái khối lượng giao dịch đây là điều rất là thú vị mà tôi muốn chia sẻ với các bạn hầu như là chúng ta được là gần đây đã có rất là nhiều người đột ngột à, yêu thích Ethereum nhất là chúng ta nói thì những quy đầu tư đó họ liên tục thu mua giao dịch Ethereum họ liên tục nó tốt về Ethereum tại vì Ethereum cái tính thanh khoản rất là cao và bây giờ vốn hóa đứng thứ nhì và một trong những điều mà những quy đầu tư đó họ rất quan tâm đến Ngoài trừ công nghệ ra thì họ rất quan tâm đến là cộng đồng như thế nào và họ rất là quan tâm đến tính thanh thoảng ra sao chứ không phải để chỉ riêng là công nghệ cho nên nhiều người nói là tây chậm như vậy và mắc như vậy thì tại sao mà giá cả cứ tăng tại sao người ta cứ sử dụng tại vì các bạn nên hiểu là các bạn sử dụng tây bây giờ đây các bạn sử dụng là cái phí gas có thể là 60 đô hay là 70 đô các bạn cảm thấy là quá mắc mình chỉ giao dịch có 1.000 đô thôi mà phải trả cái phí ở trên tây là 70 đô thậm chí là hơn 100 đô nếu như các bạn giao dịch thông qua hợp đồng thông minh thì bạn cảm thấy là quá mắc nhưng mà các bạn nên hiểu là những công ty, những thứ tư đó họ giao dịch là lên tới hàng triệu triệu đô la. Cho nên cái phí đó đó, giao dịch bao nhiêu tiền thì cái phí cũng là như vậy mà thôi. Tại vì phí không phải là tính theo cái số tiền mà tính theo cái block size. Thì chúng ta thấy được là dựa theo cái mạng đó thì họ sẽ tính là cái phí sẽ là bao nhiêu. Thì chúng ta thấy là giao dịch mấy triệu đô la thì cái phí chỉ có là mấy mươi đô hay một trăm đô thôi. Đối với những thứ tư đó họ vẫn không có coi là mắc. Cho nên chúng ta lại thấy rất là nhiều những quỹ đầu tư đó họ lại rất cân thu đã về Ethereum và họ nhìn xa hơn sẽ có ether 2.0 chúng ta uh, sẽ có staking chúng ta sẽ có những cái giải pháp sau đó như là sharding thì ethereum ngày lại càng sẽ nhanh hơn và rẻ hơn sau này cho nên bây giờ Ethereum đó vẫn tiếp tục được rất là nhiều người ở trên Coinbase cũng như là chúng ta thấy là càng ngày càng có rất là nhiều những quy đầu tư quan tâm đến Ethereum. Chúng ta sẽ nói thêm về Ethereum một lát nữa.